Tất cả các bạn trở lại với số tháo lắp mới nhất của kênh công nghệ TND. Hôm nay thì mình sẽ mang đến một dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp, đó là chiếc Dell Latitude 5580. Và bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra, khám phá nội tạng bên trong máy nó cấu tạo như thế nào, để hướng dẫn cho các bạn cách thay thế, nâng cấp cũng như bảo dưỡng chiếc máy. Mời các bạn đón xem.
Vâng, thưa các bạn, các bạn có thể thấy là mình đã mở xong chiếc Dell Latitude 5580. Chiếc máy có khả năng nâng cấp đó là RAM tối đa 32GB, ổ cứng SD có thể cho phép chạy với cái tốc độ LVMe cao nhất bây giờ 4 GB/s. Ngoài ra chúng ta có thể nâng cấp ổ cứng 2,5 inch nếu chúng ta có thêm một cái cáp cắm cho cái ổ cứng mới nâng cấp được các bạn nhé. Chiếc máy này thì các bạn chú ý đó là CPU và GPU sẽ gắn chết trên bo mạch chủ và nó sẽ có cấu hình từ ví dụ như con i5-6300U, i5-7300U. Ngoài ra thì nó có thêm lựa chọn đó là chip HQ, nó sẽ có i5-6440HQ hoặc i5-7300HQ. Ngoài ra thì con chip cao nhất trên chiếc máy mình vừa tháo đó là chip 7820HQ. Chip HQ thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn chơi game cũng như làm đồ họa, chạy các ứng dụng giả lập tốt hơn. Chính vì thế là khi các bạn có mua chiếc máy này thì chúng ta phải chú ý chọn cấu hình ngay từ ban đầu có cảm ứng rời hay không có cảm ứng rời. Chip i5 hay chip i7HQ hay chip U, chúng ta phải chọn ngay từ ban đầu. Nó không có khả năng nâng cấp nên các bạn sẽ phải chú ý. Chiếc máy thì nếu các bạn dùng một thời gian này nhớ cho mình đó là thường xuyên phải bảo dưỡng vệ sinh mà cài thêm các ứng dụng trên máy, thì nhiệt độ của chiếc máy này thường nó sẽ dao động từ khoảng 40 đến khoảng 80 độ, đó là nhiệt độ cao nhất chiếc máy có thể chịu được. Còn các bạn sẽ cài vào những cái phần mềm mà mình hay giới thiệu các bạn đó là Fullmax hoặc cài thêm cái phần mềm mới thì AdFeBaller để chúng ta theo dõi cái chiếc máy của chúng ta đang sử dụng như nào, sức khỏe nó ra sao. Vâng, thưa các bạn, là chương trình tháo lắp về chiếc Dell Latitude 5580 của mình xin đây là khép lại. Cũng như để các bạn ủng hộ kênh của mình thì các bạn sẽ đăng ký kênh cũng như bấm chuông bên cạnh để theo dõi những cái video mới nhất. Còn nếu các bạn có nhu cầu tháo lắp bất kỳ chiếc máy gì thì cứ đặt lại các comment ở bên dưới, mình sẽ thực hiện những cái video như này. Và mình cũng phải khuyến cáo các bạn là nếu các bạn chắc về kỹ thuật thì các bạn lên mở, còn nếu mà không chắc thì đừng có lên mở, bởi vì hôm vừa rồi đã có trường hợp là các bạn tự tháo mà xem video của mình tháo ra thì không lắp không chính xác, dẫn đến hỏng máy rất là nguy hiểm các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại.